mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Nam em lần đầu hát nhạc phim tái hiện chuyện tình của Kiều Minh Tuấn. Trước khi chính thức gặp gỡ khán giả, ekip phim điện ảnh Duyên Ma tung thêm bản nhạc phim thứ hai đầy da diết, lãng mạn, Muôn Kiếp Chờ Nhau. Ca khúc đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên của Nam Em và Lòng Nón Lá. Theo đó, bản nhạc Muôn Kiếp Chờ Nhau đưa người nghe đến với cảm xúc ngọt ngào, nhẹ nhàng của giai điệu pop ballad đặc trưng. Ca khúc lột tả câu chuyện tình yêu của cặp đôi chính trong phim là Minh, Kiều Minh Tuấn và Ngọc, Ngọc Trinh. Nói về việc nhận lời hát nhạc phim, Nam Em chia sẻ: "Mình nghĩ nếu mình hát nhạc phim thì nó sẽ như thế nào ta? Được coi một bộ phim điện ảnh mà đúng đoạn cao trào xuất hiện giọng hát của mình, cảm giác sẽ ra sao? Mình rất hào hứng muốn biết cảm giác như thế nên đã nhận lời ngay." Kết hợp cùng Nam Em trong ca khúc Muôn Kiếp Chờ Nhau là Lòng Nón Lá. Anh chàng từng được biết đến với loạt ca khúc triệu view trên YouTube như Hoàng Hoa Ký, Lệ Duyên Tình, Tương Phùng, Hành Lang Cũ. Việc đặt một Nam Em mềm mại, lãng đãng bên cạnh một Lòng Nón Lá nhiều năng lượng, sở hữu cách hát lạ tai giúp bản os thứ hai của Duyên Ma thêm phần mới mẻ. Cách hát tình cảm của Nam Em dung hòa với nét cá tính trẻ trung của Lòng Nón Lá khiến bản pop ballad thể hiện đúng tinh thần của phim. Không chỉ tham gia thể hiện nhạc phim, MV Muôn Kiếp Chờ Nhau cũng mang đến những khoảnh khắc tương tác dễ thương của Nam Em và Lòng Nón Lá. Theo đó, hình ảnh của hai nhân vật này đại diện cho Minh, Kiều Minh Tuấn và Ngọc, Ngọc Trinh cùng câu chuyện tình người Duyên Ma đầy trớ trêu. Nam Em bày tỏ sự ăn ý khi kết hợp cùng Lòng Nón Lá. Thực tế, Lòng nhỏ tuổi hơn Nam Em nên Lòng tỏ ra khá ngại ngùng khi hai đứa phải đóng những phân đoạn tình cảm trong MV. Lúc đó mình nói, thôi Lòng cứ kêu mình bằng em và xưng anh đi cho dễ vào vai, chừng nào xong rồi xả vai. Hai đứa rất hợp nhau, hát cũng hợp mà tính cách của Lòng khiến mình cảm thấy rất nhiều năng lượng tích cực. Về phần Lòng Nón Lá, anh cũng không tiếc lời khen dành cho đàn chị. Chị Nam Em rất dễ thương và làm việc với chị ấy khiến mình cảm thấy rất vui vẻ. Hơn nữa, có những cảnh cần diễn tình cảm, chị ấy cũng hướng dẫn mình làm sao để nhập vai tốt. Còn bài hát thì không cần nói nữa, mọi người hãy nghe và cảm nhận chất tự sự, tình cảm trong giọng hát của chị ấy kết hợp cùng mình nha. Phim Duyên Ma có nội dung xoay quanh câu chuyện của chàng ma mới, Minh, Kiều Minh Tuấn, bất ngờ trở thành vong hồn và được Ngọc, Ngọc Trinh chăm sóc. Sau nhiều chuyện xảy ra, Minh đã đem lòng yêu thương Ngọc. Từ đây, mọi biến cố và rắc rối cũng bắt đầu kéo tới. Theo chia sẻ của đạo diễn Khánh Toàn, bộ phim sẽ không có những phân cảnh khiến khán giả hoảng sợ. Thay vào đó, tác phẩm sẽ mang đến cho người xem những phút giây thoải mái, vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.